Hello, xin chào mọi người, mình là Han đây. Thì chủ đề video ngày hôm nay là nói về con game One Ring Man trong Get. Thì trong đợt này là sự kiện mini game giữa tháng, đầu tháng chứ, thì khi mà ra gọi là một cái mini game thôi, gọi là sự kiện hoa. Thường cái sự kiện này chỉ là một cái sự kiện cơ bản, mọi người chạy thể lực xong rồi nó rất hoa, mọi người đổi những phần quà thôi. Thì nhưng mà trong sự kiện đợt này thì nó cho thêm viên đá quái nhân ha, hoặc là lần sau thì nó sẽ cho đá anh hùng. Nó giống như sự kiện đào kho báu đó, thì sự kiện này rất ít khi xuất hiện ở Silver Sea, và kể cả ngày xưa bên Silver Việt Nam cũng vậy, thì lâu lâu mới có một lần. Còn bên Silver chung mà nó cứ đều hoa, một là hoa, hai là tiệm lẩu, ba là sự kiện đào kho báu. Thì trong đợt này ở cái mốc 3 này sẽ cho thêm một viên đá quái nhân. Vì sao có sự xuất hiện của viên đá quái nhân này, mình xin nhấn mạnh viên đá quái nhân này là một sự đền bù. Mình nói tại sao dùng từ đền bù, tại vì đợt vừa rồi trong sự kiện suối nóng bên Silver chung, trong cái phần cửa hàng phần quà nó siêu cùi. Nếu như bạn nào mới chơi bên Silver chung thì các bạn sẽ chưa biết, thường trong sự kiện này nó sẽ cho ít nhất mọi người đổi hai viên đá anh hùng hoặc là đổi hai viên đá quái nhân. Ở bên Silver Sea ngày xưa là nó cho đổi hai viên, nhưng mà sau này là mọi người nhiều đá quá, cảm giác nó bơm vô bị lạm phát quá, cho nên là Silver Sea nó sau này nó chỉ cho đổi một viên thôi, và cái bình thể lực này nó không cho mua bằng kim cương nữa mà nó bắt đổi bằng vật phẩm. Ngồi ra ở bên Silver chung trong đợt này là trong cái vật phẩm cửa hàng đợt này nó rất tệ, nhưng mình xin nhớ mà nó rất tệ vì sao. Đầu tiên ở phần mua đi, mình dùng là từ Pay to Win đi, thì không có rương chọn siêu tuyệt kỹ giống như ngày xưa. Tại vì đợt trước nếu như ra vòng quay thì nó sẽ cho cái rương chọn siêu tuyệt kỹ, ví dụ như là của Sonic nè, hoặc của chày của Boros, hoặc là những nguồn tướng nào có trong vòng quay. Còn bây giờ cái rương đó nó bán thẳng trực tiếp ngoài shop, nó không có cho mua bằng đô giảm giá trong đây. Thì đợt này nó sẽ cho mấy anh em mua một cái rương chọn thẻ đặc biệt nha, nhưng mà chỉ chọn thẻ tấn công thôi của anh hùng quái nhân là cái rương này. Rồi ok, tiếp theo là trong phần đổi vật phẩm của su xuống nóng, thì ngày xưa là chỗ đây sẽ có một cái viền nha, sẽ có một cái viền, một cái hiệu và hai viên đá đấy, cho nên là đợt này không có. Đợt này chỉ cho đổi là bình thuốc xanh để nâng cấp trang bị đỏ, rồi mở rương mở trang bị đỏ ngẫu nhiên, và một cái gọi là cái su này không phải là su tự chọn nữa, nó một cái ngọc, chứ viên ngọc này là viên ngọc để lắp vô cái huy chương đặc biệt, mà viên ngọc này cũng không phải là viên ngọc tự chọn của bốn loại nữa, mà mặc định một loại này thôi nha. Và ngồi ra một cái hiệu S bậc 2, thì cho nên là cái quà này nó quá cùi. Và chắc mình nghĩ là bên cộng đồng bên Silver chung họ nói về cái này khá là nhiều quá, cho nên là đợt này trong sự kiện là bơm cho một viên đá lại để vào Silver cho mấy người chơi Silver mới nó sẽ dễ thở hơn. Và trong cái việc mình tính nha, đợt sự kiện đợt này rất cùi so với sự kiện trước, tại vì trong sự kiện này đầu tiên là không có viền nè, cái thứ hai nữa là cho viên đá này Silver mới nô hết. Silver mới người chơi không thể nào kích hoạt được cái ô huy chương này, tại vì cái ô huy chương này Silver mới khó lấy lắm. Để mà kích hoạt được mà nhét được cái viên này ô huy chương là các bạn chơi trong Silver ít nhất nha là từ 3 đến 4 tháng, hoặc là đã mở cái ô huy chương, hoặc là cày rất chăm chỉ và có nạp tiền mở luôn cái phiếu huy chương luôn, thì mọi người mới kích hoạt được cái ô huy chương và mọi người lắp cái viên ngọc này vô ha. Rồi ok, ngồi ra vật phẩm trong đây rất là tệ, nhưng so với đợt mấy đợt xuống nóng khác, cho nên là nhà phát hành định bù vào cái sự kiện hoa ở ngoài. Ngồi ra mình cập nhật thêm thông tin cho mọi người ha. Ở bên Silver chung cho mọi người có thông tin, thì cái này là gần như có lâu rồi, nhưng mà lâu lâu cập nhật lại tin tức cho mọi người, và mọi người cũng hỏi mình khá là nhiều. Thì mọi người hỏi mình là anh ơi, sau này là cái gọi là cái viên đá này mọi người ra bên Silver Sea thì có nên mua hay là không. Đây cái viên đá này thì nó bán 2.500 đó, thì mọi người hỏi nên mua hay là không. Thì cái viên này tùy nha, tại vì sau này bên Silver chung á là nó cho đổi được nha mọi người, và cái rương lam nữa nó cho đổi được, vì chỉ với 300 kim cương thôi mọi người đổi được 4 rương lam, và ở bên đây là mọi người đổi được cái viên này, cho nên là viên này sau này sẽ dư thừa, quan trọng là mọi người có kim cương hay là không thôi. Còn cái việc kim cương bên Silver Sea thì mọi người dư rồi, biển như mọi người. Còn bên Silver chung á thì người ta tiết kiệm thôi, tại vì người ta không có kim cương hoặc là không có xem quảng cáo như bên Silver Sea, thì cho nên là mấy anh em mới thoải mái ha. Sau này mấy anh em bên Silver chung mấy anh em đổi được hết, kiểu gì là nó cũng cập nhật cũng y chang, hoặc là hình như là Silver Sea nó cũng có rồi, hình như mà mình lâu lâu mình không để ý hình như cũng có rồi, hoặc là bạn chết không có nha. Này mấy bạn coi lại mình nha, thì mình cũng không để ý cái cửa hàng đổi này nhiều lắm, hoặc là nếu như nó chưa có thì sau này nó cũng sẽ y chang nha. Ngồi ra thì sau này nó sẽ cập nhật thêm cái này là đổi mảnh, lúc đầu thì nó không cho đổi mảnh nhưng bây giờ có rồi. Rồi ok, đó những là cái cập nhật chi tiết bên Silver chung ở thời điểm hiện tại. Có mấy bạn hỏi mình là bên Silver C nó bỏ thêm hai viên ngọc và hai viên ấn mới thì có nên chơi hay là không. Hai viên ấn ở thời điểm hiện tại là chưa có tướng chơi nha mọi người. Cái này sau mình thì sẽ làm theo, sorry mọi người, mình hơi cảm á. Rồi ok, mọi người hỏi hai viên ngọc này hình như là một viên ngọc đã có lâu rồi nha, một viên ngọc này đã có từ trước rồi, mới thêm một viên bên nhánh thủ thôi. Còn viên nhánh công là cái viên nó có lâu rồi. Ok, bên nhánh thủ thì nó cho thêm viên này ha, bên nhánh thủ thì nó cho thêm viên này. Còn bên nhánh công thì cái viên này nó có từ lâu rồi nha, cái viên này nó có từ trước rồi nha. Bên nhánh công nó có viên này từ trước rồi. Còn quan trọng cái bên nhánh thủ này thôi nha, cái viên ngọc này nói chung là ở thời điểm hiện tại cái viên ngọc này chưa có xài được đâu. Kể cả ra con flash thì mọi người cũng dùng cái chi kích thôi nha. Ở thời điểm hiện tại và
và trong tương lai sắp tới thì mọi người dùng cái viên này thôi, chứ ít khi mọi người dùng viên này lắm. Viên này chưa tới thời của nó, và khi mà tới Flash thì mọi người, nếu như mọi người đi công thì mọi người sẽ dùng viên chi kích này cho Flash, hoặc nếu trong trường hợp mọi người đi thủ là mọi người sẽ đi giảm bạo kích nha. Đi cái viên giảm bạo kích đây, cái viên này hoặc là viên giảm sát thương kỹ năng thôi, chứ ít khi đi viên đó lắm mọi người, tại vì là những cái viên này là những cái viên nâng cao dành cho top BK thôi, chứ còn mọi người đi tầm trung thì chưa xài được cái viên này. Ok ha, đó là những cái tin tức trong ngày mình cập nhật về con One Man Band trong guide này cho mọi người. Ok, cảm ơn mọi người đã theo dõi video và chúc mọi người một ngày mới thì thật tốt lành. Chào mọi người, mình là Hi ha.